Tại sao anh muốn giết người anh yêu? Người yêu anh có tội tình gì đâu? Nàng lên xe hoa ngày cưới, ngược như xe tang mờ lối, sung sướng gì theo kẻ không? Tại sao anh chẳng hiểu người yêu anh? Lòng anh ích kỷ nhưng nào anh hay? Mẹ cha tham sang gà bán, nợ duyên xem như bài toán, phần làm con nàng phải vâng. Sao anh nghĩ rằng anh phải giết nàng thì nàng của anh mãi mãi? Thế nhưng khi anh giết nàng, anh sẽ vui gì hay là anh khổ đau? Để anh đã hiểu nàng phải không? Còn thương anh cố quên nàng cho xong. Dù cho hôm nay nàng chết, tình yêu hôm nào cũng hết, thì thôi anh đừng có mong lòng. Sao anh chẳng hiểu người yêu anh? Lòng anh ích kỷ nhưng nào anh hay? Mẹ cha tham sang gà bán, nợ duyên xem như bài toán, phần làm con nàng phải vâng lời. Anh ơi, sao anh nghĩ rằng anh phải giết nàng để nàng của anh mãi mãi? Thế nhưng khi anh giết nàng, anh sẽ vui gì hay là anh khổ đau thêm? Để anh đã hiểu nàng phải không? Còn thương anh cố quên nàng cho xong. Dù cho hôm nay nàng chết, tình yêu hôm nào cũng hết, thì thôi anh đừng có phân lòng. Dù cho hôm nay nàng chết, tình yêu hôm nào cũng hết, thì thôi anh.
đừng có bận